chấn động, bật mí về cách lấy chiếc nhẫn cầu hôn trong Play Together. Nhẫn cầu hôn là một vật phẩm sẽ được thêm vào trong bản cập nhật tại Play Together vào ngày mai cùng tính năng kết hôn. Để có được nhẫn cầu hôn, bạn cần di chuyển đến trung tâm thời trang tại Plaza. Tại đây, khu vực VIP sẽ được thay thế thành cửa hàng nhẫn tình yêu. Tổng cộng có 3 mẫu nhẫn mới để các bạn lựa chọn cho các cặp đôi và bạn chỉ có thể sở hữu một chiếc duy nhất. Khi đã lựa chọn được chiếc nhẫn bạn yêu thích, lúc này, hãy mở ba lô và chọn hộp nhẫn đôi. Hành động nhân vật cầu hôn sẽ diễn ra và đối phương có quyền đồng ý hoặc từ chối. Nếu thành công, hồ sơ cặp đôi sẽ được thiết lập cùng những tính năng mới và phần thưởng vô cùng hấp dẫn đấy. Vừa rồi là một số thông tin về những chiếc nhẫn tại Play Together. Nếu thấy hữu ích hãy thả tim cho mình nhé. Chúc các bạn chơi vui.